thì cái hạng mục hỗ trợ về một cái mô hình tiệm đặt ấy, thì chúng ta cần có bảng hiệu quảng cáo này, chúng ta cần có những trang thiết bị máy móc. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang là hỗ trợ tiệm giặt giấy công nghiệp ở Chương Mỹ, Hà Nội này. Và địa điểm ở đây thì rất là thuận tiện, cái là đối diện Ủy ban Nhân dân xã, rất là thu hút mọi người đi qua để có thể là tiếp cận trực tiếp tới hệ thống tiệm luôn. Và đây đó là hệ thống biển bảng của Giặt Sạch Cộng mà đơn vị mình tư vấn set up cho khách hàng mọi người nhá. Và ngày mai là mới khai trương và đơn vị mới bắt đầu nhận đồ anh chị nhá. Và một mô hình tiệm giặt sấy cơ bản thì chúng ta cần có là máy giặt ướt và máy sấy khô. Và bên trong này về quy trình như là bảng giá dịch vụ này, tất cả những cái form giá như là giặt cân ký thông thường, quần áo, chăn ga là bên đơn vị mình sẽ set up và tư vấn cho khách hàng một cái bảng giá nhá. Và tiếp theo bên hông ấy, thường là mình sẽ chia sẻ một cái quy trình. Đấy, cái quy trình nó rất là quan trọng này. Nó sẽ có những cái ký hiệu giặt là trong cái những mác đồ quần áo thì mọi người sẽ biết rằng là cái đồ này cho giặt nước, giặt tay có được vắt hay không. Rồi là những cái chúng ta cần lưu ý trong quá trình mà chúng ta hoạt động về mô hình. Rồi là chúng ta tạo cho một cái cửa cơ sở, một cái cửa hàng nó có sự chuyên nghiệp anh chị nhá. Đấy, và ở không gian đây thì cái diện tích mặt bằng của đơn vị nhà chú rất là rộng. Và chú có kết hợp thêm nó là cái quá trình nó là bán và kinh doanh thêm cái nguồn nước giặt xả anh chị nhá. Và tất cả những cái nguyên liệu nước giặt xả này thì đơn vị mình cũng đều đồng hành và cung cấp hỗ trợ cho khách hàng. Đấy, và bên đơn vị mình những tiệm mà kinh doanh với hệ thống đơn vị là sẽ được cấp chứng nhận của chuỗi Giặt Là Sạch Cộng này. Và có đầy đủ như là tem chiếu này, phiếu nhận đồ này mọi người nhá. Đấy, chúng ta có sổ ghi nhận này, hóa đơn này, chúng ta có các visit này khi khách hàng mang đồ tới. Đấy là chúng ta sẽ có đầy đủ. Chú ơi, chú mở giúp cháu cái này ấy. Đấy, còn nguyên liệu nước giặt xả này thì đồng hành cùng với mọi người, đó là về chuyên môn nghề, đó là về cách phát triển thị trường và cách tư vấn để giải pháp làm sao chúng ta kinh doanh hiệu quả. Thì để có mà đông khách hàng ấy, thì chúng ta cần phải biết cách truyền thông nhá. Đây, các visit của Giặt Là Sạch Cộng này. Đấy, mọi người thấy này, hóa đơn này đầy đủ hết nhá. Và tất cả những cái đây. Đấy, khi mà khách hàng đến giặt đồ rồi chúng ta sẽ phát cáp này. Phát cáp này có thông tin địa chỉ của chúng ta, có chuỗi dịch vụ này. Đấy, rồi là có hóa đơn này, có hóa đơn tiếp nhận đồ này. Hóa đơn này khi đây mọi người thấy này. Đấy, hóa đơn phiếu giao nhận đồ này. Đấy, thì khi mà chúng khách hàng mang đến chúng ta sẽ viết trả phiếu, nó rất là chuyên nghiệp. Nó chuyên nghiệp và cái an toàn cho khách hàng, và khách hàng cũng mong muốn sử dụng những cái dịch vụ nó khác biệt, nó chuyên nghiệp như thế. Và chuyên nghiệp cả về hình thức, mô hình, hình ảnh, và chuyên nghiệp cả về quy trình đóng gói, xử lý đồ nữa anh chị nhá. Và đây đó là một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp ở những cái vùng quê, vùng nông thôn hoặc thị trấn, thị xã, mọi người có thể áp dụng vào để kinh doanh với một cái mô hình giặt là như thế này. Và đồng hành cùng với quá trình mà kinh doanh về giặt chăn thì chúng ta có thể là làm giặt đệm, chúng ta có thể bán lẻ nguồn tiêu hao nước giặt xả. Vậy thì nói qua một chút về cái điều kiện để chúng ta set up một cái hệ thống giặt là này. Mọi người cần có đó là hệ thống nguồn điện 3 pha. Thì ngày mai nó bắt đầu khai trương thì mình sẽ cho xử lý gọn cái dây điện này vào này. Còn bên sau thì chúng ta sẽ cần có hệ thống đường thoát nước. Đây là hệ thống đường thoát nước mọi người nhá. Thoát nước thì có thể đi đường ống phi 90 hoặc là phi 110 cho nó thoải mái. Và đường cấp nước thì chúng ta đi đường ống phi 34. Sau đó là sẽ côn thu ra đằng sau một cái máy bơm nâng áp để cấp nước cho máy cho nó nhanh hơn. Và chúng ta có hệ thống tủ điều khiển điện 3 pha này. Tủ điều khiển điện 3 pha anh chị nhá. Đấy, và đây đó là tổng thể về hệ thống thiết bị máy giặt. Tổng thể về hệ thống thiết bị máy giặt sấy công nghiệp này. Và đây là thiết bị máy giặt 26 cân nhãn hiệu Bluewest kết hợp với một chiếc máy sấy công nghiệp 30 cân. Và một ngày nếu xử lý tối đa hiệu quả chúng ta khai thác được thì sẽ dao động tầm khoảng từ 40 đến 60 chiếc chăn anh chị nhé. Thế nhưng khi kinh doanh về hệ thống giặt là công nghiệp, anh chị cố gắng làm cho em cái chất lượng tốt. Chúng ta biết cách truyền thông từ hình ảnh, mô hình máy cho đến vấn đề mà chất lượng giặt thì chúng ta làm sẽ thành công thôi. Mọi người tìm hiểu đến cái mô hình này thì hãy tìm hiểu thật kỹ nhé. Và hãy kiên trì để chúng ta từng bước chúng ta thu hút được khách hàng về với đơn vị của chúng ta. Và đây đó là tổng thể về mô hình tiệm giặt mà đơn vị Giặt Là Sạch Cộng mình tư vấn và set up cho khách hàng. Ở địa chỉ đó là thôn Phương Hạnh, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. Mình là Huy, mình chuyên tư vấn set up những cái mô hình giặt sấy công nghiệp. Và ngoài chuyên môn nó là hỗ trợ cho mọi người về mô hình lựa chọn về máy móc, thì mình còn hỗ trợ cho mọi người về quy trình nghề, quy trình đào tạo mọi người nhé. Tất cả những cái vấn đề liên quan đến như giặt tẩy, xử lý đồ, anh chị cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp tới mình. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.